mới đây thừa ủy quyền của thủ tướng chính phủ ủy viên ban chấp hành trung ương đảng bí thư ban cán sự đảng bộ trưởng bộ công thương nguyễn hồng diên đã trao quyết định bổ nhiệm cho thứ trưởng nguyễn sinh nhật tân cục trưởng cục cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng bộ công thương giữ chức thứ trưởng bộ công thương tại lễ trao quyết định thay mặt ban cán sự đảng bộ trưởng bộ công thương khẳng định với kinh nghiệm công tác lâu năm trong bộ công thương đảm nhận công việc ở nhiều lĩnh vực khác nhau ở vị trí công tác nào đồng chí nguyễn sinh nhật tân cũng đều được đánh giá là người có năng lực chuyên môn tốt năng lực lãnh đạo quản lý tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ kế hoạch công tác được giao và phát huy tinh thần đoàn kết nội bộ bộ trưởng hy vọng tân thứ trưởng nguyễn sinh nhật tân sẽ phát huy hết năng lực phẩm chất làm việc với tinh thần quyết tâm và trách nhiệm cao nhất góp phần khẳng định vị thế hình ảnh của bộ cũng như ngành công thương thứ trưởng nguyễn sinh nhật tân cảm ơn bộ trưởng nguyễn hồng diên cùng sự quan tâm hỗ trợ của tập thể lãnh đạo bộ và các đơn vị tân thứ trưởng khẳng định sẽ luôn nỗ lực hết mình phát huy năng lực để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao đóng góp vào thành công chung của ngành công thương